chúng ta không cần phải là triệu phú để sống phong cách của triệu phú. Không cần phải có tiền thì mới đi du lịch, không cần phải có tiền thì mới chăm sóc sức khỏe, mà mình vừa chăm sóc sức khỏe, vừa kiếm được tiền, vừa đi du lịch, vừa kiếm được tiền, vừa chơi, vừa có tiền. Đấy mới là phong cách sống của những cái gọi là thế hệ mới New Rich. Kinh doanh để phục vụ phong cách sống. Đấy. Thế thì rất ít khi được nhắc tới cái điều này. Thế thì hôm nay thì Huy mới có một cái chủ đề về phong cách sống để đi sâu hơn, đi chuyên sâu hơn, để giúp anh chị em chúng ta có thể hiểu hơn được về cái việc mà thế nào gọi là kinh doanh để phục vụ phong cách sống và phong cách sống là gì, đúng không ạ? Thế thì đầu tiên chúng ta phải hỏi là thế lifestyle hay phong cách sống nó là gì, và nó sẽ giúp đỡ chúng ta như thế nào. Thế thì nó bắt đầu từ cái việc mà nếu như chúng ta mong muốn tìm kiếm cho mình một cái động lực, hoặc một hoặc nhiều cái động lực để giúp cho mình có thể kinh doanh tốt hơn, giúp cho mình có thể hoạt động hàng ngày nó có năng lượng hơn, bởi vì năng lượng nó chính là ngân lượng, điều này chị em biết rồi đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên là rất nhiều người không tìm cho mình được cái động lực, cho nên là mình cứ lanh quanh, mình cứ làm những cái việc lặp đi lặp lại mà nó không có cái sự thay đổi. Và đôi khi mình không vượt ra được khỏi cái vùng an toàn của mình sợ hãi. Và lúc nào mình đặt câu hỏi không biết là nên mình có nên thay đổi hay không, bởi vì thay đổi thì nó đi kèm với rủi ro, thay đổi nó đi kèm với cơ hội, nhưng cơ hội thì nó lại đi kèm với rủi ro. Thì chúng ta không thay đổi thì chúng ta có một cái đó là an toàn, nhưng không thay đổi thì nó lại đi kèm với một cái thứ nó còn nguy hiểm hơn, đó chính là gì ạ? Đó chính là những cái nguy cơ, đúng không ạ? Không thay đổi thì chúng ta sẽ có những nguy cơ gì ạ? Nguy cơ đó là chúng ta sẽ chết già ở trong một cái sự hối hận. Đấy là cái nguy cơ lớn nhất. Chúng ta sẽ có một nguy cơ đó là chúng ta không biết là mình có thể làm được đến đâu, mình không biết sức mình đến đâu, và đến cuối đời mình cảm thấy hối hận vì điều đó. Và đa số người ta sẽ hối hận vì những thứ họ đã không làm, họ đã chưa làm. Ít người hối hận vì những thứ họ đã làm. Vì vậy chúng ta cần có động lực mạnh mẽ để chúng ta thay đổi. Thế thì phong cách sống, chúng ta học cách để xây dựng cái phong cách sống chính là một trong những cách để chúng ta xây dựng cái động lực riêng cho mình. Ok không ạ? Thế đầu tiên chúng ta phải trả lời câu hỏi phong cách sống là gì? Đúng không ạ? Lifestyle. Phong cách sống là gì? Phong cách sống theo một định nghĩa đơn giản, đó là gì ạ? Đó là tất cả những hành vi, hoạt động, thói quen, tính cách đấy, mà chúng ta suy nghĩ đấy, suy nghĩ, tư duy, tất cả các thứ đấy, mà chúng ta thể hiện ra hàng ngày đấy. Phong cách sống nó chỉ đơn giản là tất cả mọi thứ chúng ta suy nghĩ, hành động mỗi ngày thì đó là phong cách sống. Chúng ta ăn cái gì, chúng ta nghĩ ra sao, chúng ta ở đâu, chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì, chúng ta gặp ai, tất cả mọi thứ thì nó đều thể hiện cái phong cách của chúng ta hay lối sống của chúng ta. Thế thì cái câu hỏi tiếp theo ở đây đấy là gì ạ? Cách để chúng ta nhận biết các cái phong cách sống đấy, cách nhận biết phong cách sống nó đến từ đâu ạ? Đến từ thứ nhất,
đó là từ sự giao tiếp của mình. Chúng ta giao tiếp với người khác như thế nào thì đó chính là phong cách sống của chúng ta. Cái thứ hai đó là gì ạ? Đó là từ các cái hành động, từ cái hoạt động, từ tất cả những cái hoạt động, những cái hoạt động, những cái mà chúng ta thể hiện ra bên ngoài. Ví dụ như này, khi mà chúng ta có những cái quan điểm chúng ta chia sẻ ra với mọi người, có những người thì nói rằng phải kiếm được nhiều tiền thì mới là thành công, có những người thì nói rằng phải hạnh phúc thì mới là thành công, có những người họ sống một cách rất là nhẹ nhàng, có những cái người mà bỏ phố về núi, ở một cuộc sống giản dị, thì đó là phong cách sống của họ, đúng không ạ? Đấy, rồi họ có thể chia sẻ bằng cái quan điểm, ví dụ quan điểm của họ về tình yêu, về hôn nhân, về cái đẹp, về sự giàu có. Thì khi họ giao tiếp với người khác, họ nói về quan điểm của họ, thì đấy chính là phong cách sống của họ. Mình phải nhận biết được cái phong cách sống của họ thông qua cái việc giao tiếp với người khác, thông qua cái việc họ thể hiện ra những cái ý kiến họ chia sẻ lên trên Internet, trên mạng xã hội, hoặc là chia sẻ cho mọi người. Hoặc là chúng ta quan sát cách mà họ làm, cách mà họ làm việc, cách mà họ suy nghĩ, cách mà họ hành động. Có những người thì họ đi du lịch khắp mọi nơi, có những người thì lại không thích đi du lịch, đúng không ạ? Đấy, thế thì mỗi một cái hành động thì nó sẽ thể hiện cái phong cách sống khác nhau, được chưa? Rồi, thì chúng ta đi tiếp, đó là gì ạ? Những cái tác nhân. Đấy. Những tác nhân nào ảnh hưởng đến phong cách sống? Những tác nhân nào ảnh hưởng đến phong cách sống ạ? Rồi, một, những tác nhân ảnh hưởng đến phong cách sống là gì ạ? Phong cách sống là tất cả những thứ gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động, hay là tư duy của chúng ta. Vì vậy nó được ảnh hưởng từ rất nhiều thứ, trong đó chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Phong cách sống sẽ ảnh hưởng từ, đầu tiên đó là từ cái phong cách sống của gia đình, nơi mà chúng ta sinh ra. Đó, ví dụ như này, người ta bảo là có một cái tính cách gia đình ấy. Ví dụ cái gia đình đó là một cái gia đình rất là tiết kiệm, thì phong cách sống của cái gia đình đó hoặc những cái người ở trong gia đình đó cũng rất là tiết kiệm. Phong cách sống của cái gia đình đó là cái người rất là gì ạ? Rất là phóng khoáng. Thì cái người mà ở trong cái gia đình đó thì họ cũng thừa hưởng cái tính cách gia đình đó, đúng không ạ? Nó gọi là cái tính cách. Dạ. Rồi, cái thứ hai đó là cái phong tục tập quán. Đấy. Hay là cái môi trường của cái nơi, của nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên. Cái nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên ấy, nó có, người ta có cái phong cách như nào? Ví dụ ở quê chẳng hạn, thì mọi người rất là hòa đồng, rất là chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà ở trên thành phố thì đôi khi là hai nhà hàng xóm có khi không biết nhau. Đấy. Ví dụ như là ở chung cư mà chỗ mà Huy ở chẳng hạn, thì gần như là hàng xóm láng giềng là rất ít khi chạm mặt nhau. Đấy. Cộng với cả là những cái xung quanh ấy, thì thứ nhất là rất là nhiều người Hàn Quốc họ thuê. Cái thứ hai là họ cũng ở trong cái giai đoạn là ngắn ngày thôi, tức là họ ở 1 năm 2 năm thôi, cho nên là gần như là họ cũng ít giao tiếp với mình. Cho nên là những cái đứa trẻ con mình ạ, khi mà lớn lên ấy, thì nó gần như nó không biết đến hàng xóm là ai hết. Đến mình còn chẳng biết, làm sao con mình nó biết, đúng không ạ? Nhưng ngày xưa khi mà Huy lớn lên ở quê ấy, thì hàng xóm láng giềng thường sang nhà nhau chơi, gọi là tối lửa tắt đèn có nhau ấy, thì nó rất là khác, đúng không ạ? Cho nên là nó xây dựng ra cái tính cách cũng như là cái thói quen cũng như cái hành động của những cái đứa trẻ nó khác nhau,
đúng không ạ? Rồi cái thứ ba nữa, đó là tất cả những thứ mà chúng ta trải nghiệm, những cái kinh nghiệm hay trải nghiệm đấy, hay những thông tin, những cái tin tức, tất cả những cái thông tin, tin tức, những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của chúng ta được nạp vào trong đầu trong suốt quá trình lớn lên của chúng ta thì sẽ tạo ra chúng ta cái phong cách, tạo ra phong cách sống của mình. Bởi vì sao? Ví dụ như này, mình đọc tin tức mình thấy rằng cái việc mà sống một cách đơn giản thì nó hạnh phúc hơn đó, cho nên là mình tiếp nhận cái thông tin đó và mình tin điều đó là đúng thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ làm theo như vậy, đúng không ạ? Đấy là những cái thông tin hoặc là những cái trải nghiệm mình đã có, những trải nghiệm thực tế là mình thấy rằng mình đã cố rồi nhưng mình không thể nào giàu có được, không thể nào nhiều tiền được, thì thôi mình sống đơn giản cho nó tiết kiệm đấy, kiểu vậy. Rồi cái cuối cùng đó là những cái người mà mình yêu mến, ngưỡng mộ đấy. Thì chúng ta nhìn thấy có một người họ thường xuyên khoe cái hoạt động của họ ở trên mạng là họ đi du lịch này, rồi họ tập thể thao này. Thế tự nhiên mình lại có cảm hứng là đi du lịch rồi tập thể thao, đúng không ạ? Những cái người mà mình ngưỡng mộ, những cái người mà mình yêu quý, những cái người mà mình thần tượng ấy, thì đó sẽ là những cái thứ để ảnh hưởng đến phong cách sống của mình. Ví dụ như là Huy cũng bị ảnh hưởng rất nhiều về phong cách sống của thầy Phạm Thành Long, bởi Huy là một người học trò của thầy. Cho nên khi mà thầy tập thể dục, Huy cũng tập thể dục. Thầy đi du lịch, Huy cũng đi du lịch. Đấy, thầy chạy bộ, Huy cũng chạy bộ. Thầy mặc áo phông, Huy cũng mặc áo phông. Thầy đi quần mặc quần quần jean với giày thể thao, Huy cũng áo phông quần jean với giày thể thao. Đấy, tức là mình sao chép cái hình mẫu của mình, đúng không ạ? Đấy. Thế thì chúng ta có những cái hình mẫu, chúng ta sẽ có những cái phong cách sống như nào, có các loại phong cách sống như nào, rồi các loại phong cách sống, chúng ta có 4 loại phong cách sống gọi là tiêu biểu. Thực ra phong cách sống thì có rất nhiều loại anh chị em nhé, có rất nhiều loại, nhưng ở đây chúng ta chia sẻ về 4 loại cơ bản nhất, đúng không ạ? 4 phong cách sống cơ bản nhất để chúng ta biết rằng chúng ta sẽ nhận diện và chúng ta phù hợp với loại phong cách sống nào để chúng ta lựa chọn cho nó đúng, bởi vì nó là con người của chúng ta. Chúng ta không phải cái con người đó mà chúng ta cứ cố gắng làm theo cái phong cách mà không phải của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và đau khổ, được chưa? Thì có 4 phong cách sống phổ biến nhé. Ngoài ra thì có nhiều phong cách sống nó xáo trộn giữa các cái phong cách này. Cái phong cách đầu tiên đó là phong cách của những cái người đơn giản. Đấy. Những cái người đơn giản thì họ sống gần gũi với thiên nhiên. Họ thích thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên. Đấy. Không thích cầu kỳ, không cầu kỳ, đấy, đó, không khoe khoang, họ không thích khoe khoang, họ không thích chém gió, họ không thích chia sẻ quá nhiều về cuộc đời tư của họ, đấy, họ thích những cái việc nhỏ, họ thích làm những việc nhỏ, đấy, gọi là đơn giản đó, nhưng có ý nghĩa riêng với họ. Ví dụ như này, họ có thể làm những cái
trậu cây, rồi chăm sóc hoa, chăm sóc cây cảnh, đấy, tưới cây, đó, cũng là những cái thứ mà họ cảm thấy rất là vui. Họ biết hạnh phúc với những việc nhỏ bé. Đấy, họ biết đủ là hạnh phúc. Đấy, họ không có ham muốn quá nhiều. Đấy, họ thường là gì ạ? Thường khá là tiết kiệm. Họ thường khá là tiết kiệm, ít mua sắm những thứ mà họ cảm thấy không cần thiết. Tức là mua sắm với họ là họ phải cân đo đong đếm, phải phải tính toán rất là nhiều thì họ mới mua sắm, chứ họ không có mua sắm một cách cảm hứng. Đấy, họ không mua sắm một cách gọi là phóng tay. Đấy, thì đây là cái phong cách sống đầu tiên. Bao nhiêu anh chị em cảm thấy mình cũng đang hoặc là thích cái phong cách sống số 1 này, phong cách sống đơn giản này, thì comment cái phong cách sống của mình, đúng không ạ? Phong cách sống thứ hai là phong cách sống của người tự do. Người tự do thì họ gì ạ? Họ thích được thích đi đây đi đó, hay là gì ạ? Thích được du lịch. Đấy, thích khám phá những cái vùng đất mới, những cái điều mới mẻ. Đấy, thích những cái điều mới mẻ. Đấy, thích những thứ độc đáo, thích thích được trở nên độc đáo, và thích những thứ độc đáo, hoặc hoặc bản thân họ trở nên độc đáo, khác biệt. Đấy, rồi họ thích kiếm tiền. Những người tự do họ thích kiếm tiền, nhưng kiếm tiền với sự tự do, kiếm tiền với sự tự do. Họ không thích gò bó, không thích bị ràng buộc. Đấy, họ không thích bị áp đặt. Đó, đấy là những thứ mà họ không thích. Họ thích giàu có, thích kiếm tiền, thích giàu có, thích tự do tài chính. Đó, thích những cái trải nghiệm, thích có nhiều trải nghiệm. Đấy, họ thích thử thách, thích những cái mục tiêu lớn. Ừ, thích mục tiêu lớn hay là nghĩ lớn đấy. Tại sao có những người mà thích nghĩ lớn ấy? Thích nghĩ lớn đó là những người thích cái sự tự do. Họ xu hướng hơi cá nhân, tức là gì ạ? Hơi cá nhân tức là với họ thì bản thân họ chính là cái thứ quan trọng nhất, và họ tập trung vào bản thân nhiều hơn. Đấy, họ yêu thương bản thân của họ, họ làm mọi thứ để giúp cho bản thân họ có lợi đầu tiên, và họ luôn nói rằng người không vì mình thì trời tru đất diệt đấy, kiểu kiểu vậy. Đúng không ạ? Cái này nó không có đúng không có sai, nó chỉ đơn giản là cái phong cách và cái tư duy cũng như là hành động cá nhân mà thôi, theo cái chủ nghĩa cá nhân mà thôi. Rồi, họ không quan tâm tới cảm xúc suy nghĩ của người khác. Đấy, họ không bị gì ạ? Không bị ảnh hưởng bởi gì ạ? Bởi nhận xét hay quan điểm của người khác. Đây là việc của họ gì ạ? Thích là làm thôi, không quan tâm đến người khác nghĩ gì, không quan tâm đến người khác có thích hay không thích. Đấy, thì đấy là gì ạ? Đấy là cái phong cách sống của người tự do. Đấy ạ. Ví dụ như là anh chị em chúng ta đã, nếu mà ai mà với phong cách sống tự do thì mình sẽ thích đi du lịch, mình sẽ thích đi đó đây để khám phá về cuộc sống, khám phá về văn hóa, về ẩm thực, về con người, về thời tiết ở những cái nơi mà chúng ta chưa từng đặt chân đến. Cho nên họ sẽ không, họ ít đi du lịch lặp đi lặp lại ở cùng một địa điểm, họ không thích ở cùng một khách sạn đó.
rồi họ sẽ tìm kiếm những cái trải nghiệm, những cái sự độc đáo, những cái sự thú vị, những cái sự mới mẻ, những cái sự khám phá để giúp cho cuộc sống của họ trở nên thú vị hơn, trở nên sinh động hơn. Đó, thì đấy là cái phong cách sống của người tự do. Rồi, tiếp theo phong cách sống của người hòa đồng. Phong cách sống của người hòa đồng đó là họ gì ạ? Họ thích được gì ạ? Nhiều người biết đến. Hay là gì ạ? Thích nổi tiếng. Thích nổi tiếng. Anh chị em thấy có những diễn viên ca sĩ nổi tiếng đấy, đúng không ạ? Họ thích được nổi tiếng. Hoặc là đơn giản thôi là rất nhiều chị em là gì ạ? Là sống ảo. Cầm điện thoại lên chụp ảnh, đúng không ạ? Chụp ảnh selfie xong rồi thích selfie, thích selfie đấy, đấy thích chụp ảnh đăng lên mạng xã hội đấy, thích thích đăng hình ảnh của mình lên các cái mạng xã hội đó. Thích được gì ạ? Thích được nhiều người yêu mến và nhắc tới đấy. Họ đăng hình lên trên mạng xã hội xong là việc của họ là làm gì anh chị em? Họ sẽ đếm số lượng comment, số lượng like, số lượng follow và họ cảm thấy hào hứng với điều này. Bao nhiêu anh chị em cũng từng làm cái điều này và rất hào hứng với nó. Có nhiều người họ không thích đăng lên mạng xã hội đâu. Anh chị em cứ để ý xem có những người ở cái trang cá nhân của họ gần như chẳng có gì, hoặc là lâu lâu lắm mới có một bài đăng lên, hoặc nếu có đăng lên thì họ chẳng đăng hình ảnh của họ, họ toàn đăng cái hình ảnh của ai đấy. Họ là cái họ rất là sôi nổi nhiệt tình, lãng mạn đấy, hài hước, vui vẻ đấy. Tất nhiên rồi, họ hòa đồng, đúng không ạ? Họ sáng tạo, phá cách, nhưng vẫn gì ạ? Phù hợp với đa số. Tức là gì ạ? Họ phá cách nhưng họ không phải là bất chấp tất cả những cái suy nghĩ hay là những cái quan điểm của người khác, mà họ phá cách ở trong cái giới hạn của họ, trong giới hạn của xã hội. Họ không muốn mất lòng mọi người đấy, họ thích đi cùng với mọi người, họ thích đi cùng với đội nhóm, họ thích có những cái cộng đồng, họ thích xây dựng những cộng đồng đấy. Cho nên đây là nhóm phong cách sống của người hòa đồng. Họ thích tụ tập bạn bè, thích đàn đúm kiểu kiểu như vậy. Anh chị em cứ thấy là gì ạ? Cứ ăn cơm nhà mà vác từ và hàng tổng, nó kiểu kiểu như vậy thì nó gọi là cái nhóm hòa đồng. Bao nhiêu anh chị em thấy mình thuộc cái nhóm số 3 này comment số 3, thấy thuộc mình nhóm số 2 comment số 2, thấy thuộc nhóm số 1 comment số 1, đúng không ạ? Và tiếp theo cái nhóm số 4 đấy là nhóm phong cách sống về hướng về gia đình. Cái nhóm này thì họ thích gì ạ? Họ thích cái việc thích cái chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Đấy. Họ lo lắng cho con cái, cho những người thân. Cho người thân của họ. Đấy. Lúc nào đi đâu họ cũng lo lắng, lo cho con, lo cho chồng, lo cho bố, lo cho mẹ, lo cho vợ, lo cho anh chị em đấy. Họ rất là lo lắng và thích chăm sóc người thân trong gia đình. Họ hy sinh niềm vui cá nhân đấy. Họ và tận hưởng hạnh phúc khi họ giúp cho người nhà họ
có hạnh phúc. Đấy. Họ ít di chuyển. Đấy. À, ít đi lại. Đó. Họ sợ những sự thay đổi. Đó. Họ sợ những thứ lạ lẫm. Những sự khác biệt. Đấy. Những cái người mà rất ít khi đi du lịch anh chị em, mà họ có những người ấy, cả đời ấy, mà còn chưa đi máy bay bao giờ. Họ sợ những cái gì đó mới lạ. Họ sợ cái gì đó mà thay đổi lớn. Họ thích sự an toàn. Đấy. Cho nên họ tập trung vào gia đình. Rồi, bây giờ anh chị em thử comment xuống xem mình thuộc tiếp người hoặc phong cách sống nào. Cái phong cách sống của mình là thuộc nhóm nào? Anh chị em comment xuống. Đôi khi nhá, đôi khi chúng ta không thuộc một nhóm, mà có thể chúng ta thuộc hai nhóm, có thể thuộc ba nhóm, hoặc là thuộc bốn nhóm. Được không anh chị em? Đấy. Có thể nhóm 1, nhóm 2, nhóm 1, nhóm 3, nhóm 1, nhóm 4, hoặc nhóm 2, nhóm 3, nhóm 2, nhóm 4, hoặc nhóm 3, nhóm 4, hoặc nhóm 1, 2, 3, nhóm 2, 3, 4, nhóm 1, 3, 4. Bất kể cái một cái gọi là cái sự sao trộn nào thì nó đều tạo ra phong cách sống mới. Tuy nhiên nó sẽ gom về bốn cái phong cách sống cơ bản là như vậy, được không ạ? Nó phù hợp vào cái tính cách của bốn nhóm người khác nhau, được không ạ? Ok nhá. Thế thì đây là cách để chúng ta tìm hiểu cũng như là chúng ta xác định xem chúng ta thuộc nhóm phong cách sống nào. Có những người thì ngày hôm nay họ thuộc nhóm này, ngày mai họ nhảy sang nhóm khác, ngày sau họ nhảy sang nhóm khác, cuối cùng họ chẳng biết họ thuộc phong cách sống nào luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. À, những người xung quanh họ có phong cách sống nào thì họ bắt chước phong cách sống đó. Đấy, tức là họ là giống như con tắc kè, tức là phong cách sống nào họ cũng chơi được, kiểu gì nhạc gì họ cũng nhảy. Đấy. Và cái phong cách sống này nó cũng sẽ thay đổi anh chị em nhé. Nó không cố định. Phong cách sống này nó cũng sẽ thay đổi tùy theo độ tuổi. Ví dụ khi còn trẻ thì chúng ta thích tự do, chúng ta thích bay nhảy, chúng ta thích đi đó đây, chúng ta thích nổi tiếng, chúng ta thích giàu có. Nhưng khi mà về già thì chúng ta lại thích cái sự đơn giản, cái sự buông bỏ, cái sự nhẹ nhàng và quan tâm đến gia đình. Được không ạ? Cho nên phong cách sống nó cũng không cố định, mà nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và điều này có nghĩa là gì ạ? Điều này có nghĩa rằng không có phong cách sống nào là đúng, và chẳng có phong cách sống nào là sai. Không có phong cách sống nào là tốt, và cũng chẳng có phong cách sống nào là xấu. Nó chỉ đơn giản, nó là quan điểm cá nhân của mỗi người mà thôi. Được không anh chị em? Vì vậy chúng ta không có chê bai, cũng chẳng có đánh giá, cũng chẳng có dè bỉu là mày phải thế này, mày phải thế kia. Đúng không ạ? Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một có phong cách sống riêng của mình. Và sau khi chúng ta lựa chọn cái phong cách sống của mình rồi, thì chúng ta hãy làm những cái việc mà để cái phong cách sống của mình nó trở lên là gì ạ? Nó trở lên mỹ mãn, nó trở nên tuyệt vời, nó trở nên đáng ngưỡng mộ. Có được không ạ? Chúng ta là người vì gia đình thì hãy làm tốt nhất cái công việc vì gia đình. Có những người như này anh chị em nhé, họ luôn luôn hướng về gia đình, họ làm mọi việc vì gia đình, họ hy sinh bản thân của họ, hy sinh cái thú vui của họ cho con cái. Nhưng họ lại suốt ngày đòi hỏi con cái của họ phải biết ơn, đòi hỏi con cái của họ phải thế này phải thế kia, rồi đòi hỏi chồng vợ của họ phải thế này thế khác. Họ nói rằng tôi đã hy sinh cả cuộc đời tôi vì gia đình, vậy mà tại sao mọi người không hy sinh vì tôi? Tại sao mọi người không làm những cái điều như tôi làm? Ô, con của họ lại có phong cách sống là việc tự do, bởi vì nó thích cái điều đó. Nó thích sự phóng khoáng, nó thích sự cho đi. Đấy, hoặc là phong cách sống con lại thích cái sự hòa đồng, thích đàn đúm, thích bạn bè.
trong khi bà mẹ thì lại gì ạ, lại thích vì gia đình. Thế nào bà mẹ suốt ngày chửi đứa con, đó là tại sao mày không sống giống như tao. Thì cuối cùng là gì ạ, họ hy sinh vì gia đình nhưng họ thường xuyên tiêu cực, trách móc, dẫn đến là người con làm sao ạ, cảm thấy mệt mỏi, người chồng cảm thấy sao ạ, mệt mỏi. Đấy, trường hợp này có không anh chị em? Có rất nhiều. Điển hình ở đây đó là gì ạ, là mẹ Huy. Điển hình thứ hai là gì ạ, là vợ Huy, là cái người rất là chăm lo cho gia đình, hy sinh cho gia đình, nhưng mà sao ạ, suốt ngày trách móc, rồi yêu cầu thế này, yêu cầu thế kia, không làm được thì bắt đầu than thở, kêu, rồi chì chiết, rồi chửi bới, rồi rất nhiều các trò khác nhau. Có anh chị em nào bị cái trường hợp giống giống như vậy không? Thì mình đã xây dựng phong cách sống của mình là xong, phong cách sống vì gia đình, thì mình cứ làm tốt nhất cái công việc của mình đi, đúng không ạ? Còn người ta có phong cách sống khác thì việc của mình đó là tôn trọng phong cách sống của họ. Ví dụ thằng chồng chẳng hạn, thằng chồng nó là phong cách sống hòa đồng, nó suốt ngày gì ạ, nó đi ra ngoài nhậu nhẹt đàn đúm, thì mình quay ra mình trách móc nó, mình bảo tại sao mày không ở nhà. Bởi vì cái phong cách sống của người vì gia đình ấy, họ luôn luôn ở nhà, họ luôn luôn tìm cách nào đó loanh quanh ở nhà để mà gì ạ, phục vụ, để mà chăm sóc, để mà lo lắng cho chồng, cho con của mình. Nhưng mà cái phong cách sống của thằng chồng là phong cách sống hòa đồng, phong cách sống tự do, thì nó phải gì ạ, nó phải đi, nó phải giao lưu, nó phải có bạn, có bè, nó phải nhậu, nó phải thế này thế kia. Thì mình không hiểu, thì mình quay ra mình trách móc. Đó, đúng không ạ? Vì vậy, việc của chúng ta đó là tôn trọng phong cách sống của mọi người, và chúng ta phát huy tốt nhất cái phong cách sống của mình. Được chưa? Rồi, thế câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để chúng ta phát huy cái phong cách sống của mình, hay là cách xây dựng cái phong cách sống của mình như nào, đúng không ạ? Đấy, làm thế nào để chúng ta xây dựng cái phong cách sống của mình? Cái chủ đề ngày hôm nay là xây dựng phong cách sống. Đấy, cách để xây dựng phong cách sống cho mình. Được chưa ạ? Thứ nhất, để xây dựng phong cách sống cho mình thì chúng ta hãy kiểm tra, đấy, đánh giá xem mình thuộc phong cách sống nào. Tức là hiện nay mình đang thuộc phong cách sống nào. Được chưa ạ? Cái thứ hai, đó là chúng ta hãy gọi là tìm kiếm. Tức là đầu tiên là chúng ta kiểm tra đánh giá nhé, xem mình thuộc phong cách sống nào trong một trong bốn phong cách ở bên trên. Được chưa ạ? Cái thứ hai là mình định hướng xem mình thích phong cách sống nào. Ví dụ như này, phong cách sống của những người thích tự do thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ thích làm chủ, họ sẽ thích tự do tài chính, họ thích kiếm tiền, họ thích xây dựng cuộc sống với những cái sự gọi là vật chất xung quanh. Ví dụ họ thích có nhà, họ thích có xe, họ thích nhiều tiền. Đó, có nhiều người họ nói rằng tiền không quan trọng, có nhiều người họ nói rằng hạnh phúc thì quan trọng hơn, đúng không ạ? Thì đấy là phong cách sống thôi, nó chỉ đơn giản là quan điểm thôi, ok không ạ? Thế bây giờ mình thích nhiều tiền thì mình xem cái phong cách sống mình nó có phải phong cách sống tự do hay không. Đấy, mà nếu mà mình phong cách sống tự do thì bắt đầu mình sẽ định hướng và tìm cách để mình đạt được cái điều đó, được chưa ạ? Cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm kiếm cho mình những hình mẫu phù hợp. Mình đã biết là mình là cái tính cách hoặc là cái phong cách sống của mình như vậy rồi, thì mình sẽ tìm kiếm những cái hình mẫu phù hợp
Đấy, sau đó mình sẽ gì ạ? Theo dõi, gần gũi, tìm cách gần gũi và gì ạ? Và đắm chìm trong hình mẫu của mình. Đắm chìm tức là sao ạ? Mình nghiên cứu, sau đó mình học hỏi, sau đó mình áp dụng tất cả những cái gì hình mẫu của mình làm gì là mình làm cái đó. Hình mẫu của mình đi đâu mình đi đó. Hình mẫu của mình học cái gì mình học cái đó. Hình mẫu của mình nói cái gì là mình nói cái đó. Đấy, đắm chìm nó là như vậy. Được chưa? Sau đó là mình hành động. Hành động liên tục và làm tốt hơn hình mẫu của mình. Cuối cùng đó là mình gì ạ? Mình xây dựng hay tạo ra một hình mẫu mới. Đúng không ạ? Tức là mình xây dựng một hình mẫu mới. Hình mẫu đó là gì ạ? Là cái hình mẫu của mình. Tức là mình chính là hình mẫu. Đúng không ạ? Đấy. Mình dựa trên những cái nhận thức, những cái bài học từ cái hình mẫu của mình. Sau đó là chúng ta xây dựng ra cái phong cách sống riêng của chính bản thân mình. Đúng không ạ? Bây giờ Huy lấy ví dụ nhé. Vừa rồi là phần lý thuyết. Thế Huy nói ví dụ nhé. Thì Huy thì thuộc cái hình mẫu thuộc tuýp người tự do. Thực ra là mình thuộc mấy tuýp người cơ, mấy hình mẫu, mấy nhóm cơ. Nhưng mà một trong cái nhóm nổi trội của Huy đấy là nhóm tự do. Nhóm tự do thì sao ạ? Nhóm tự do là nhóm mà thích du lịch, thích đi đây đó, thích có những trải nghiệm, thích những thử thách đấy, thích sự phóng khoáng, thích kiếm tiền, thích nhiều tiền đó, thích được tự do tài chính đó. Thế thì để mà xây dựng cái cảm hứng cho mình để trở thành một cái người có phong cách sống tự do và truyền cảm hứng cho bản thân mình, thì Huy thường xuyên xem những cái blog du lịch, về du lịch. Ví dụ như là anh chị em biết những cái blogger nổi tiếng về du lịch không ạ? À, ví dụ như là Khoai Lang Thang các thứ kiểu vậy, kiểu vậy đúng không ạ? À, đây. Nếu như mà chúng ta thuộc cái nhóm là gì ạ? Nhóm tự do nhá, mình lấy ví dụ thôi nhá. Thì cái nhóm này nó dễ tìm hình mẫu. Còn nếu không các nhóm khác thì mình tìm những cái hình mẫu xung quanh mình thôi. Top 10 vlog du lịch. Đây. 7 kênh du lịch có gì ạ? Doanh thu khủng nhất Việt Nam. Đấy. Rồi, thì nếu mà chúng ta thuộc tuýp tự do thì chúng ta phải tìm cho mình cái hình mẫu. À, ví dụ như là anh em thấy là Khoai Lang Thang này, Khoa Bắp này, đấy, rồi Pha Hô Ca Xê Dịch này, đấy, rồi Cha Na Cà này, rồi Cha Nành Mi này, rồi Yêu Máy Bay này, đấy, ví dụ như là kênh Yêu Máy Bay đi, đấy, anh chị em vào kênh Yêu Máy Bay, à, Yêu Máy Bay. Rồi. Đấy. Thì anh chị em thấy là gì ạ? Ông này thường xuyên ông đi máy bay và ông check in ở tất cả các cái sân bay, rồi các cái máy bay, rồi bữa ăn ở trên máy bay, rồi review rất là chi tiết những cái hãng máy bay. Đấy, đồng thời là các cái địa điểm du lịch. Đó. Đúng không ạ? Và cái kênh này hơn 400.000 lượt đăng ký. Đó. Và ví dụ như cái kênh khác là kênh Khoai Lang Thang đi. Đó, Huy thì Huy rất thích cái kênh này. Đó. Anh bạn này thì anh bạn ấy rất là trẻ và có nụ cười rất là đáng yêu. Đấy, anh này thì anh thường xuyên đi du lịch và review những cái món ăn ở các cái địa điểm du lịch. Đấy. Có những cái video đến 3 triệu view này. 3,2 triệu view này. Đấy, 1,9 triệu view này. Đấy. 1,2 triệu view này. Đấy. Ví dụ như là 3 tuần trước rồi cũng 1,1 triệu view này. Đấy, ở Ấn Độ này. Đấy, rồi Thái Lan này.
Đó. Rồi rất nhiều. Đó. Rất nhiều các cái địa điểm khắp nơi trên thế giới. Đúng không ạ? Với kênh này là 1,9 triệu view. Đó. Thế thì khi mà chúng ta có những cái hình mẫu như vậy á, thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta làm thế nào để xây dựng cái phong cách sống của mình, đúng không ạ? Và một trong những cái phong cách sống mà Huy rất là thích đó là cái cuốn sách Tuần Làm Việc 4 Ngày của Tuần Làm Việc 4 Giờ của Tim Ferriss đó. Thì cái anh này á, tuần anh có làm việc có 4 giờ thôi, và anh đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mỗi một vùng miền ấy thì anh ở lại đó, anh tìm cái công việc ở đó và anh tìm hiểu về con người, về phong cách sống, về ẩm thực ở cái nơi đó. Việt Nam anh cũng ở đến 6 tháng, sau đó anh lại quay lại anh ở thêm 1 năm nữa. Đấy, Việt Nam cũng là nơi mà anh đã từng đi qua và anh đi khắp nơi trên thế giới. Thì trong cái cuốn sách Tuần Làm Việc 4 giờ này ấy, thì anh ấy có một cái quan điểm rất là thú vị. Đó là chúng ta không cần phải là triệu phú để sống phong cách của triệu phú. Không cần là triệu phú để sống phong cách là triệu phú. Đó. Thì trong cái cuốn sách này thì anh cũng nói ra một cái bí mật của một cái nhóm người, nó gọi nhóm nhà giàu mới, gọi nhóm New Rich. New Rich tức là gì ạ? Là những người giàu mới, những người giàu mà không cần phải có nhà, không cần phải có xe, không cần phải có quá nhiều tiền để họ có thể được trải nghiệm cái cuộc sống của những cái người nhiều tiền. Họ không cần nhiều tiền nhưng họ vẫn có thể ở khách sạn 5 sao. Họ có thể ở những cái resort 5 sao, đi máy bay 5 sao, ăn những nhà hàng 5 sao. Anh chị em biết làm cách nào ạ? À, rất đơn giản, đó là gì ạ? Họ kiếm tiền từ trong chính những cái chuyến đi của họ. Họ làm blog, vlog, tức là video blog ấy. Đấy. Thì họ làm chia sẻ những cái trải nghiệm mà họ đã nhận được trong cái quá trình mà họ đi du lịch. Anh chị em vừa rồi đã xem hai cái blogger, một là yêu du lịch, hai là khoai lang thang ấy. Anh chị em thấy là họ có hàng triệu đăng ký và họ có thể kiếm tiền từ cái YouTube của họ. Ngoài ra thì còn TikTok, còn Instagram nữa. Đúng không ạ? Và ban đầu thì họ chỉ đơn giản là những người thích đi du lịch. Sau đó họ bắt đầu quay review những cái nơi mà họ đi. Và bắt đầu có nhiều người theo dõi, nhiều người follow họ. Và các hãng máy bay tài trợ vé máy bay để cho họ bay, tài trợ vé bay 5 sao luôn nhé, vé VIP luôn, tài trợ vé VIP luôn, và họ bắt đầu bay cái trải nghiệm cái vé VIP ở cái hãng hàng không đó. Và sau đó sao ạ? Và sau đó thì họ sẽ review, họ sẽ quảng cáo cho cái vé của hãng máy bay đó. Họ đến cái resort đó, họ quay cái resort đó, và cái resort đó sẽ gì ạ? Trả tiền cho họ để họ được ăn, để họ được ở hoàn toàn miễn phí, thậm chí là còn trả thêm tiền cho họ. Không những ăn miễn phí, ở khách sạn 5 sao mà còn được có tiền. Đấy. Hơn nữa là họ còn được gì ạ? Kiếm được tiền từ những cái bài viết của họ. Mỗi bài viết triệu view thì họ sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Như vậy, họ không cần phải quá nhiều tiền để chi trả cho chuyến du lịch 5 sao của họ mà họ vẫn được đi du lịch khắp nơi. Ví dụ như là cái bạn mà yêu máy bay chẳng hạn, thì tính ra trung bình ấy, mỗi một tuần bạn ấy bay 3 lần. Như vậy là gì ạ? Cứ 2 ngày thì bạn lại lên máy bay 1 lần. Như vậy là sẽ có những lần ấy là một ngày bạn đi máy bay 2 đến 3 chuyến máy bay. Có một ngày bạn đi đến 2 3 chuyến máy bay. Trung bình là 2 đến 3 ngày là bạn lên máy bay 1 lần. Anh chị em thấy không ạ? Kinh khủng, tần suất bay kinh khủng luôn. Thời gian ở trên máy bay có lẽ là nhiều hơn ở dưới mặt đất. Rồi những cái người mà thích du lịch nữa, họ đi bởi vì cái sở thích của họ như vậy và cái phong cách sống của họ như vậy. Mà Huy thì Huy cũng rất thích cái phong cách sống đó.
Tuy nhiên thì Huy không phải phong cách sống hoàn toàn là tự do. Mình lại vừa phong cách sống tự do mà lại vừa phong cách sống gia đình, lại vừa phong cách sống hòa đồng. Đấy. Và vừa phong cách sống gọi là đơn giản. Đó. Cho nên là mình sẽ tạo ra cái phong cách sống riêng của mình. Đúng không ạ? Nó không phải là thuộc một phong cách sống. Nhưng ví dụ như này, Huy đi du lịch thì bao giờ thế, một là du lịch với gia đình, hai là du lịch với đội nhóm, không bao giờ mình đi một mình hết. Nhưng cái đội mà họ thích du lịch này, họ thích phượt này, họ đi du lịch một mình, tức là một mình họ cũng đi. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Thì mỗi người sẽ có cái phong cách sống khác nhau và chúng ta có sự xáo trộn từ các cái phong cách sống cơ bản như vậy. Nhưng mà mình phải định hình lên cái phong cách sống của mình, sau đó mình tìm kiếm cái hình mẫu của mình, tìm ra cái hình mẫu của mình, sau đó là mình dạ, mình xây dựng, mình học tập, mình hướng theo. Và khi mà mình đã có một cái hình mẫu rồi ấy, thì bắt đầu chúng ta xây dựng cái hình mẫu cho riêng mình. Ví dụ như là Huy đi du lịch chẳng hạn, thì thường mình sẽ ở những cái resort 5 sao. Mình thích cái phong cách sống là đi du lịch, nhưng mà ở và khám phá những cái địa điểm, những cái resort mới và những cái ẩm thực ở cái nơi đó. Đó. Thì đấy là phong cách của Huy. Đó. Và cái quan điểm của Huy ấy, đó là không cần biệt thự, cũng chẳng cần xe sang. Bởi vì những cái thứ đó là những vật ngoài thân, không quan trọng, không cần thiết. Mà mình đi du lịch để mình học tập, để mình trải nghiệm, để mình có thêm những kiến thức, để mình đầu tư về bản thân của mình. Mình học được nhiều hơn trong mỗi lần mình đi du lịch như vậy. Cho nên mình đi những cái nơi mới, khám phá vùng đất mới, về văn hóa, về con người, về ẩm thực, về lịch sử ở cái nơi đó. Đó. Và mỗi nơi mà Huy đi du lịch thì Huy đều tìm hiểu rất là kỹ. Huy đều tìm hiểu rất là kỹ, Huy đều nghiên cứu trước khi là Huy đến nơi đó. Chứ không phải là đi là cứ phó mặc ở cho tour đâu. Huy đi là Huy thường đi tự túc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy thích những cái thứ mà nó mới lạ, nó độc đáo. Chứ còn đi theo tour du lịch thì nhiều khi là mình chỉ kiểu như chạy show ấy, nó không thích lắm, không vui lắm. Ở đây là mình phải tự nghiên cứu, tự mầy mò thì mình mới tìm hiểu được những cái thứ hay ho, mình mới biết được những cái văn hóa ẩm thực của cái con người trong đó. Thậm chí là gì ạ? Mình đi ăn thì ví dụ như là Huy đi Đà Nẵng ạ, thì Huy sẽ vào những cái quán hải sản như là quán Năm Đảnh. Cái quán hải sản Năm Đảnh ấy, hay là Sáu Đảnh gì á, anh chị em nào ở Đà Nẵng ấy, thì nó đi ở trong ngõ ngách ấy. Đi ngõ ngách, nó không phải là ở cái ngoài mặt biển để mà dân du lịch đổ tour vào đấy đâu. Là mình thuê xe máy xong đi vào ngõ ngách này. Cái ngõ đấy là chỉ có xe máy vào được thôi, ô tô không vào được. Và ở đó ấy, chỉ người dân Đà Nẵng họ vào họ ăn rồi. Và hải sản ở đấy là đồng giá, 50.000 một đĩa, đồng giá. Kể cả là tôm, rồi mực, rồi cua, rồi ghẹ, cứ 50.000 một đĩa. Đấy, rất hay. Đấy, và quán cực kỳ đông. Và đến chỉ khoảng độ 5-6 giờ chiều là hết hàng. Quán đông vô cùng luôn. Anh chị em nào mà đi du lịch ở Đà Nẵng thì nên ghé quán đó. Rất hay, đông, ăn khá ngon. Tất nhiên nó không phải là hàng cao cấp, nó là hàng loại 2, loại 3 thôi, nhưng mà chế biến rất ngon. Đấy, và rất rẻ. Đó. Cực kỳ đông luôn. Đó. Thì ví dụ như vậy. Hoặc là gì ạ? Hoặc là ngày mai thì Huy sẽ cùng với đội nhóm khoảng hơn 30 người là anh chị em sẽ đi Phuket, Thái Lan trong vòng một tuần. Thế thì Huy tìm hiểu về cái nơi đó. Sau đó thì sao ạ? Huy tự lên chương trình, tự lên tour cho anh em luôn. Không cần phải thuê bên đơn vị nào hết cả. Vừa tiết kiệm chi phí cho anh em. Bởi vì sao ạ? Đường nào thì mình cũng tìm hiểu, đường nào mình cũng nghiên cứu, đường nào mình cũng phải tìm chỗ ăn, đường nào mình cũng phải tìm chỗ ở, đường nào mình cũng phải tìm chỗ chơi. Bây giờ thay vì mình chơi một mình thì mình đi cùng với anh em, đi cùng đội nhóm thì nó vui hơn. Đấy. Cho nên là gì ạ? Là mình thích đi đâu ấy, mình thích lôi kéo, mình thích lôi theo anh em đi cùng. Đấy. Đi Thái Lan là mình phải đi theo cả đoàn, đi cả đội. Đấy. Thì cái đội kinh doanh của Huy ấy, là đi cùng với nhau luôn.
Đó, nó rất là hay như vậy, đúng không ạ? Và mình tìm hiểu về cái chỗ chơi, à mình xác định mình chơi chỗ này, ăn chỗ này, sau đó bắt đầu là gì ạ? Huy tìm hiểu cái chỗ mà đặt xe, làm sao để thuê cái xe xe buýt, cái xe túc túc ở Thái Lan ấy, để mà mình đi những cái nơi đó chứ không phụ thuộc vào vào tour du lịch anh em ấy. Bởi vì như này, bởi vì Huy đã có những cái trải nghiệm với cái tour du lịch. Ngày xưa Huy đi tour cái ghép đoàn anh chị em ạ. Ôi ôi nó mệt mỏi vô cùng luôn. Mình đi tour ghép đoàn thì làm sao ạ? Hoặc là mình tour ghép đoàn thì nó rẻ, còn tour riêng thì nó đắt, đúng không ạ? Mà mình với một cái phong cách sống là đơn giản tiết kiệm, cho nên là mình phải làm sao đấy để nó tiết kiệm nhất chứ. Mình nhiều tiền thì mình vung ra thì không nói. Kể cả nhé, ví dụ như này, Huy nếu mà đi gia đình nhá thì 95% là Huy đi khách sạn 5 sao hoặc 4 sao. Nhưng khách sạn 5 sao, 4 sao với giá vô cùng tiết kiệm bằng giá ở khách sạn 2 sao thôi. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Huy ở khách sạn 5 sao, 4 sao nhưng bằng ở khách sạn 2 sao, 3 sao thôi. Tại sao ạ? Bởi vì Huy săn những cái sale, những cái deal đấy, những cái chương trình khuyến mãi của những cái khách sạn đó, những cái voucher ấy. Đấy, có rất nhiều cái voucher du lịch. Thế thì mình tìm cái voucher đó từ rất là sớm. Ví dụ như là cuối năm nay là mình xác định mình đi du lịch ở Đà Nẵng chẳng hạn, thì mình sẽ săn những cái deal du lịch từ khi đầu năm. Đầu năm ấy là họ bán cái giá rất là rẻ, bởi vì mình đặt càng sớm càng rẻ. Đấy, chưa kể là họ muốn thu tiền sớm, họ có tiền để họ tái đầu tư, để họ xây dựng, họ có nguồn vốn, tức là mình phải bỏ tiền ra trước, đúng không ạ? Mình bỏ tiền ra trước thì cái tiền đó thì họ một một người thì không đáng bao nhiêu cả, nhưng nếu họ thu tiền trước được của khoảng độ 1.000 người thì đó là một số tiền lớn, và số tiền đó họ có thể tính toán để kinh doanh, để quay vòng vốn để họ có thể sinh lời, đúng không ạ? Mình thì được tiết kiệm về cái chi phí. Ví dụ như này, Huy đi ở khách sạn ở Phú Quốc chẳng hạn, thì khách sạn 5 sao ở Phú Quốc thì bình thường ấy nó 2 triệu một đêm, 2 triệu một đêm. Nhưng mà Huy săn cái sale từ rất là sớm thì tính ra ấy, nó chỉ khoảng độ 600 nghìn một đêm thôi. Tức là nó rẻ bằng 1 phần tư so với cả giá thông thường. Anh chị em đồng ý không ạ? Tức là gì ạ? Là mình hoàn toàn có thể ở khách sạn 5 sao với giá ở 3 sao. Đấy. Ví dụ như là ở Thái Lan chẳng hạn, thì Huy cũng săn cái resort đó nó chỉ resort khoảng độ 3 4 sao thôi. Nhưng anh chị em biết không ạ, là cái giá mà Huy đặt cái phòng đó, cái phòng nó 40 mét vuông nha, đệm giày 50 cm, đấy, phòng có ban công đấy, và cái resort đấy có hồ bơi, rồi có căn tin, rồi tất là có tập phòng tập gym tất tật các thứ đấy, nó chỉ khoảng là 3 4 sao gì đó. Nhưng anh chị em biết ạ, Huy đặt cái phòng nó chỉ hết có 400 nghìn một phòng thôi. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Rất tuyệt vời luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình biết cách tìm, mình biết cách mày mò, biết cách nghiên cứu, rồi biết cách đàm phán. Huy liên hệ trực tiếp với cả chủ của khách sạn đó để đàm phán. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đi theo đoàn, cho nên mình đàm phán. Còn nếu như mà mình thuê, mình đặt ở trên Agoda ấy, thì có thể là mình đặt được cái giá còn rẻ hơn. Tuy nhiên thì số lượng nó ít, mình đặt số lượng nhiều thì không có đâu. Đấy. Vì vậy là gì ạ? Mình đi theo đoàn thì mình liên hệ trực tiếp với cả ông chủ khách sạn, mình đàm phán luôn, mình mặc cả luôn. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Rồi các cái địa điểm vui chơi cũng thế, thì mình tìm hiểu nó trước, mình nghiên cứu nó trước, xong mình so sánh là cái này mình nên đi cái này hay nên đi cái kia. Và để mà mình so sánh được thì mình phải tìm hiểu về nó. Thì lên trên mạng có rất nhiều người họ review về cái địa điểm đó. Thế việc của mình đó là gì ạ? Mình nghe, mình tìm hiểu, mình biết hết tất cả các thứ. Đấy. Sau đó mình đưa ra cái lịch trình. Thêm vào nữa, đó mình tham khảo những cái tour du lịch của những cái gì ạ? Các đơn vị lữ hành ấy. Đó. Sau đó là mình sẽ gì ạ? À, mình sẽ làm. Thì đấy là cái phong cách của Huy. Phong cách của Huy đi du lịch nó là như vậy. Và mình thích tự do, mình thích học phóng khoáng. Mình không kiếm tiền để chăm chăm giữ lại tiền, để tiết kiệm tiền để mua một cái nhà thật là to, thật là đẹp. Sau đó mình ngồi trong cái nhà đó mình ngắm. Không. Huy kiếm được tiền, Huy sẽ đổ tiền vào đi du lịch. Nhà thì mình ở nhà thuê thôi. Ví dụ bây giờ là Huy ở cái chung cư này, là Huy cũng ở chung cư, cũng ở nhà thuê. Đấy.
Huy cũng ở nhà thuê với 3 phòng ngủ, diện tích cũng 120 mét vuông, cũng không không nhỏ, đúng là đủ ở, là thoải mái. Đấy, mình cứ thuê thôi, không cần phải mua. Đấy, bởi vì sao ạ? Mua ở chung cư thì càng ngày giá nhà nó càng đi xuống, chung cư thì càng ngày càng đi xuống, thang máy đi xuống, tất cả mọi thứ đi xuống, thì nhà đất thì nó có khả năng lên. Thì mình mua nhà ở dưới mặt đất thì nó vừa là nơi ở nhưng mà vừa là một khoản đầu tư, đúng không ạ? Và đường lãi, có lãi thì mình lại bán, lại chuyển chỗ khác. Đấy. Còn chung cư thì đôi khi ấy, là càng về sau nó càng lỗ, cho nên là mình không mua chung cư, nhưng mình thích ở chung cư, cứ thuê thôi, đi thuê cả đời luôn. Đấy, sau đó mình mua cái nhà ở mặt phố, sau mình lại cho thuê. Đấy, và sau 10 năm thì cái nhà chung cư nó giảm giá, còn cái nhà mặt phố lại tăng giá. Hai cái nhà này bình thường cho thuê bằng nhau nhé. Cái giá nhà phố thì nó là 10 tỷ, nhưng cho thuê bằng cái chung cư. Cái chung cư thì cũng thuê là 15 triệu, cái nhà phố cho thuê cũng 15 triệu. Nhưng nhà phố giá là 10 tỷ, chung cư giá là 3 tỷ. Đúng không ạ? Nhưng 10 năm sau, cái nhà phố lên là 20 tỷ, chung cư xuống còn tỷ rưỡi. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là mình cứ đi thuê thôi. Mình lấy nhà phố mình đập sang bên này để mình được ở, coi như là thay vì mình ở nhà phố thì mình ở chung cư sướng hơn, sạch sẽ, thoải mái hơn. Đấy, đúng không ạ? Thì đấy là cái phong cách sống của Huy, nó là như vậy. Thì cái này ấy, thì trước đây ấy, là Huy cũng có cái hình mẫu của mình. Mình có những cái hình mẫu của mình. Và sau đó thì bắt đầu là gì ạ? Mình xây dựng cái hình mẫu của mình luôn. Tức là mình chính là hình mẫu luôn. Đấy. Và mình bắt đầu tìm ra cái hướng đi riêng của mình. Tức là người ta bảo là người thành công ấy, là luôn luôn có hướng đi riêng. Nó là như vậy. Đầu tiên ấy, là mình phải có cái hình mẫu. Sau đó mình học theo cách của họ. Sau dần dần ấy, là mình làm theo cái cách riêng của mình. Và mình chính là hình mẫu của mọi người. Đúng không ạ? Ok. Thì đấy là một vài cái chia sẻ. Tất nhiên nó không đầy đủ tất cả được trong gói gọn trong vòng một buổi, một tiếng ngày hôm nay. Huy còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với anh chị em, nhưng mà thời gian thì nó không còn. Cho nên xin phép dừng cái phần chia sẻ của Huy ở đây. Nếu anh chị em nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này, hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn về cái cách làm thế nào để mình tận dụng cái phong cách sống mà có thể tạo ra động lực để cho mình kiếm tiền, để kinh doanh tốt hơn, thì tham gia vào đội nhóm kinh doanh của Huy. Thì Huy sẽ chia sẻ kỹ hơn và hoàn toàn miễn phí ở trong đội kinh doanh của mình, đúng không ạ? Và để mà tham gia vào đội kinh doanh cùng với Huy thì anh chị em liên hệ với cái khách mời của mình, đúng không ạ? Nếu anh chị em liên hệ với cái người mà mời mình ấy, người mà mời mình vào trong cái nhóm này ấy, thì có thể anh chị em sẽ được gì ạ? Tham gia vào đội nhóm kinh doanh cùng với Huy, vừa kinh doanh, vừa gì ạ? Vừa xây dựng phong cách sống, vừa kiếm tiền, vừa gì ạ? Vừa có nhiều cái thứ hay ho hơn nữa. Ok không ạ? Đấy. Không cần phải có tiền thì mới đi du lịch, không cần phải có tiền thì mới chăm sóc sức khỏe, mà mình vừa chăm sóc sức khỏe, vừa kiếm được tiền, vừa đi du lịch, vừa kiếm được tiền, đúng không anh em? Đấy, vừa chơi vừa có tiền, đấy mới là phong cách sống của những cái gọi là thế hệ mới New Rich. Xin chúc anh chị em chúng ta có một cái phong cách sống cho riêng mình. Và chúng ta sẽ trở thành cái hình mẫu của mọi người ở trong cái phong cách sống đó, được không ạ? Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe, chia sẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại.